Ấy, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin hành lễ tất cả Bảo Tháp, Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh. Cùng con tắc bạch cùng thỉnh ngài. Con xin phép xuống mic để con coi trong room có sự hiện diện của quý sư hay không. Mũ thầy á, thì con phải xuống mic mới xem được trong room có ai giơ bàn tay hay không. Thì con không thấy có tín hiệu của quý sư ở trong room, như vậy thì chúng ta tự xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Ukasa mayang phàn tê quý sung rakhanatha yatisarane nasahapan chasila niya chama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng chữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam bi mayang phàn tê huy sung rakhanatha yatisarane nasahapan chasila niya chama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng chữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì. Tatiyam bi mayang phàn tê huy sung rakhanatha yatisarane nasahapan chasila niya chama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng chữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba. Buddham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammam saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam bi buddham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Dutiyam bi dhammam saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì. Dutiyam bi sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì. Tatiyam bi buddham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba. Tatiyam bi dhammam saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba. Tatiyam bi sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba. Panatipata veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicca chara veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayama chapama dathana veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học và cố ý tránh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Con xin sám hối trước tam bảo.
Utamang gena wande hang pa da pang sung guarutamang Bute yo khalito do so buto hamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena wande hang thammang chadui thang warang thamme yo khalito do so thammo khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cú xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena wande hang sanghang chadui tho tamang sanghe yo khalito do so sangho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Những con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa pe pha gi pha won tu te ye tang ka tang su di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta thana cha nan ti de wa gan tua ni we da yung sa pe lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka manu nyang phu cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Vi đàng nô nhà ti nam hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Vi đàng vô tâm mê bù nhàng a sa vô kha yô vô hàng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân hoàng quyến thuộc quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân hoàng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Giờ con là xong phần lễ bái tam bảo, vẫn còn thời gian, con xin đọc bài Kinh Tử Bi. Karaniyamathakusale na yantang santang padang afisame chasako uchu chasu uchu chasu wacho chasamuduanatima nisantu sako chasu faro chasapakicho chasan luhak avut tisan tegriyo chanipako chasapagapo kule suananugitho na cha khut dang sama cha re kin chi ye na huyền nhu pa re upa wa day yung su khi no wa khe mi no ho tu sa be sa ta
Bhagavan tu su khi ta ta ye ke chi pa na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye mahanta wa ma chi ma ra sa ka anu ka thu la di tha wa ye cha at di tha ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa sam pha we si wa sa pe sa ta pha wan tu su khi ta ta pa ro pa rang ni ku be tha na ti man ye tha kap tha chi nang kin chi pya ro sa na pa ti kha san nya nan nya man nya sa du kha mi chay ya ma ta ya tha ni yang pu tang a yu sa e ka pu ta mu na mu ra khe e wang pi sa pa pu te su ma na sang fa wa ye a pa ri ma nang me tan cha sa ba lo ka s ming ma na sang fa wa ye a pa ri ma nang u than a โอจติริยันจะอาสามบาทังอเวรังอาสะปาตังติทันจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิกัมตมิโทเอตังสติงอธิทัยยปรามะเมตังวิหารังอิธมะหุทิเทนจะอนุปะกัมมะสีลาวาดัสสะเนนสัมปันโนกาเมสุเววินัยยะเกทังนะหิจาตุกัพพะสัยยังปุณะเรติติ Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phát ngay thẳng và nhu thuận, hiện hòa không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc, thanh đạm không ruồng ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm, không làm việc ác nhỏ và bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn phúc hạnh. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, dù sinh đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn phúc hạnh. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mong điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi oán tưởng. Như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận oán thù. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm tự bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính ở đây. Ai xả ly kiến thủ, có giới hành nghiêm trì, đạt chánh tri viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sanh tử. Con xin đọc bài lễ tâm từ. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Sabbepacimayaanudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu niddukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikkhayukha hontu arogya hontu sampatti sammicchantu sukhi attanam pariharantu dukkha patta ca niddukha phaya patta ca nivaya soka patta ca nisoka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng nghiệp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy chữa mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Bái á, Nam mô Sơn Khai á. Con đã xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đến nhau cả thảy. Bây giờ là 4:28 giờ Việt Nam, vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt. Không biết là sư có mặt ở trong room hay chưa. Nếu có thì cho con một bàn tay để con xuống mic. Hiện tại thì ở trên điện thoại con cầm mic thì không thấy được. Thì con xin xuống mic một chút. Quý vị ai rảnh tay thì đỡ mic trong lúc mà sư chưa có mặt. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Chánh Ngộ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, vị nào ở trong nước Việt Nam có thể liên lạc với Ngài Tri Đức thì liên lạc dùm nãy giờ. Nhật Bình gọi cho sư nhiều lần rồi mà không thấy sư bắt máy. Dạ. Vị nào ở Việt Nam, dạ, Kim Nhung gọi cũng được, dạ. Chẳng biết sao mà Nhật Minh gọi nhiều lần, không thấy Ngài bắt máy nên không hiểu chuyện gì xảy ra. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Dạ, Chánh Ngộ gọi thử có Chánh Ngộ. Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Hành Kiểm, kính chào Tầm Quý, mến chào Duyên, kính chào Tô Thị Phượng, mến chào Nguyên Tịnh, kính chào Đồng Khánh, mến chào Xích Niệm Từ, mến chào Thanh Hoàng, mến chào Vinh Giang Nhật Hà, mến chào Thiện Vũ, mến chào Thi Lâm, mến chào Xích Hồng Mai, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Trang Thư, kính chào chị Meta, mến chào Sích Kim Nhung, kính chào Huyễn Mộng, mến chào Huỳnh Chánh Ngọc,
Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Ngọc Bình, kính chào đạo tràng. Và trong khi chờ đợi ngài và vị nào có ý kiến gì không thì Ngọc Bình kính mời bằng tay. Dạ, để Kim Nhung gọi phải được không? Dạ, không biết lý do gì, không biết nữa. Dạ, không có bắt máy, xưa không có bắt máy. Dạ, Nhật Quỳnh gọi nhiều lần luôn đó. Dạ, mà không hề thấy bắt máy gì hết. Dạ, vậy, bây giờ có vị nào có thể đưa bàn tay mình lên, chia sẻ điều gì đó trong đạo tràng thì Nhật Quỳnh kính mời. Dạ, kính mời quý vị. Không, không... Bé Bằng hả? Dạ, không biết lý do sao nữa. Giờ mình chỉ đón thôi. Dạ. Giờ mình đón thì cũng không có làm gì được. Mỗi lần thì sư có đi đâu thì sư cũng có nhắn cho Nhật Quỳnh. Mà bữa nay không thấy nhắn gì hết. Mà gọi thì cũng không bắt máy. Dạ, cũng không biết làm sao. Hay là bây giờ để Băng thân nhân quý vị, để Băng chờ ngài vào, quý vị có chịu không? Hay là vị nào có ý kiến không? Và trong khi chánh ngộ tụng kinh thì Nhật Bình cũng đã gọi rồi mà không có được. Dạ, ngài không có bắt máy. Vì để Băng nha. Dạ, vì nhờ để Băng. Giờ quý vị muốn nghe băng của vị nào? À, muốn nghe của sư Giác Nguyên, hai ngày giác giới, hay là một vị nào quý vị có thể yêu cầu sư Tời Khanh. Dạ rồi, mến chào Hạnh Dung, mến chào Quỳnh Phan, theo cái từ thông thường mà Nhật Quỳnh thích dùng đó quý vị. Dạ, ông Bích, dạ đúng rồi, Nhật Quỳnh thích dùng á, mà bị rầy hoài mà Nhật Quỳnh thích. Không phải Nhật Quỳnh không có từ để dùng, nhưng mà Nhật Quỳnh thích cái dùng cái chữ là hôm nay Nhật Quỳnh bị mất dạy. Tức là mình không có được học, nhưng mà Nhật Quỳnh thích dùng cái từ đó. Quý sư rầy Nhật Quỳnh, nhưng mà không biết sao Nhật Quỳnh vẫn thích dùng cái từ đó. Quỳnh Giang Nhật Hà, bữa nào mình không có được chư tăng dạy thì mình cảm thấy ngày hôm đó mình bị mất dạy. Thôi bây giờ Nhật Quỳnh xuống bích nha. Kim Nhung cầm bít chút xíu đi, Nhật Quỳnh lấy băng ra mới được nha. Kính mời Kim Nhung. Dạ alo. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con cũng em cũng lo là sư bệnh á, nên thưa chị, tại sư ở cái nơi đó có một mình, thành ra là mình không có liên hệ được. Không biết là bây giờ phải làm sao, cũng không biết nữa. Chị ơi, nếu được chị cho nghe về cái kinh Trường Bộ của sư Tuệ Khanh đi chị. Kinh về kinh Trường Bộ á, được không chị? Dạ, ai có ý kiến gì thì lên có ý kiến ạ. Dạ, em cũng không biết có ý kiến gì nữa ạ. Giang Nhật Hạ lên nha, Giang Nhật Hạ. Nhật Hạ ơi. Mời Giang Nhật Hạ nghe, mình xin xuống mic nha. Ừ, ngày Công Khan thì có việc đọc thêm, coi như đó là cái dàn bài đấy. Coi như đó là cái dàn bài. Còn bây giờ thì chúng ta đọc vô trong chú giải của chính kinh. Thì trong chính kinh ghi rằng đó là Đức Thế Tôn của chúng ta đã thành đạo năm 35 tuổi. Thì từ cái lúc mà Ngài nhận lời để
mà giáng trần đó, nhập thai vào bụng của bà Maya đó, thì tức là ngưng trong thời gian 35 năm về trước, thì lúc đó Đế Thích cũng đã là một vị thiên vương rất là già, rất là cao tuổi, bởi vì cái tuổi thọ trung bình ở cõi Đâu Lợi là 36 triệu năm của nhân loại, mà lúc đó Đế Thích là đã sống đủ rồi, Đế Thích đã sống đủ 36 triệu rồi, sống đủ 36 triệu năm, chỉ còn dư là một ít thôi. Rồi Đế Thích mới là theo dõi, quan sát để mà hỗ trợ, giúp đỡ cho Bồ Tát từ ở trong bụng mẹ cho đến đản sinh, rồi lớn lên có gia đình, rồi đi tu, đi xuất gia trong cái đêm mà 29 tuổi đó, cái đêm mà ngày bỏ thần Kapila Quá Thú, ngày đi xuất gia, thì Đế Thích là cái người mà thỉnh cái tóc Bồ Tát này cắt bỏ bên bờ sông Anuma đó, lúc mình quyết định xuất gia đó, thì Đế Thích là cái người xuống là Đế Bồ Tát nắm cái búi tóc của mình và dùng thanh gươm nó cắt, nhờ nguyện nếu mà chuyến đi này mà ngày chứng được Phật quả đó, thì cái nắm tóc đừng có rơi xuống, chứ ngày chú nguyện như vậy thì ngày liền cái nắm tóc lên hư không. Thì lúc đó Đế Thích là người rước cái búi tóc nó đem về trời và lập tháp thờ trên đó. Rồi sau đó khi mà Thế Tôn thành đạo, Đế Thích có xuống đảnh lễ, cái đảnh lễ này, và ở trong chánh kinh này có kể lại là một lần đó Đức Thế Tôn biết rõ là hôm nay Đức Thế Thích sẽ đến, và cái cơ duyên để mà chứng thánh quả hôm nay nó chưa có chín mùi, và cuộc gặp gỡ đó cũng không có giúp được gì cho thiên vương, cho nên Đức Thế Tôn là mới nhập vào cái quả định, tức là Samāpatti Phala. Samāpatti Phala, tức là quả định. Quả định thì chúng tôi đã định nghĩa rất là nhiều lần, tức là một cái vị thánh từ Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Những khi cảm thấy mệt mỏi, những khi cảm thấy mình cần được an dưỡng, không có phải bận bịu gì hết, không có nhớ nghĩ cái chuyện chúng sinh, chuyện độ đời, chuyện thế gian nữa, muốn nghỉ ngơi một cách tuyệt đối đó, thì có hai cách. Một là các ngài nhập thiền diệt, tức là nếu vị đó đã từng chứng thiền phi tưởng với phi tưởng, thì vị này nhập vào cái thiền đó, ra khỏi cái thiền đó, cái tầng thiền vô sắc mà cao nhất á, ra khỏi rồi mới chú nguyện là kể từ hôm nay trở đi, trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, tôi sẽ sống trong một cái tình trạng là không có tâm thức. Thì đúng như vậy, rồi sau khi chú nguyện xong thì cái tâm thức vị đó biến mất hoàn toàn, tuyệt đối, vì đó chỉ còn là cái xác ấm thôi, thân xác mà nó ấm, nó còn cái thân nhiệt trên đó, chứ còn vị đó hoàn toàn biết gì hết, hoàn toàn tâm thức vắng mặt. Thì đúng cái hẹn là 6 ngày, 7 ngày thì vị đó xuất định. Thì khi mà xuất định thì cái tâm đầu tiên xuất hiện đó là cái tâm sơ, ở tâm tam một tứ vả nha. Thì trong cái giai đoạn 7 ngày đó được gọi là thiền diệt thọ tưởng định, gọi tắt là diệt định hay là thiền diệt. Đó là cái cách an dưỡng thứ nhất của vị thánh. Cái cách an dưỡng thứ hai là vị đó xét thấy thời gian mình có nhiều, ví dụ như mình cần nghỉ ngơi có nửa tiếng đồng hồ thôi, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thôi, thì vị đó không có nhập thiền diệt, mà vị đó nhập vào quả định, có nghĩa là vị đó quan sát hơi thở của mình, quan sát cảm thọ của mình, quan sát tâm của mình, nói chung là trong 4 cái niệm xứ đó, vị đó chọn một, quan sát một cái gì đó ở trong 4 niệm xứ, thân quán, thọ quán, quan sát và thấy ở đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, và trong lúc đó vị đó chỉ mất có 1-2 lộ tâm thôi, thì cái sau khi mà quan sát như vậy đó, thì nó có một cái loại tâm thánh quả mà vị thánh quả cao nhất mà vị đó chứng, ví dụ như vị đó chứng nhị quả đi, thì lúc một loạt tâm nhị quả sẽ xuất hiện liên tục. Còn nếu vị đó chỉ mới sơ quả như ngày nay thì lúc đó một loạt tâm sơ quả liên tục, và liên tục bao lâu thì tùy vị này muốn. Tiếng Pali gọi là parichinna, parich
đã ca lát, tức là cái thời gian, thời hạn đi, thời hạn để đúng thời hạn, thời hạn mà vị thánh muốn ở đích trình đã ca lát. Thì hôm nay cũng vậy, Thế Tôn muốn nghỉ ngơi mà rốt ráo một chút, tức là thay vì chỉ nằm im vậy đó, thì cũng không có khỏe bằng hay là để cho một loạt vô số tâm cứu quả xuất hiện liên tục. Và lúc này ngài không có biết chuyện gì ngoài ra cái cảnh niết bàn, chỉ biết một cảnh niết bàn thôi, không biết cảnh khác này. Đó là chuyện thì tuy chúng tôi giảng, chúng tôi thay vì chúng tôi giảng từ trên giảng xuống, mà chúng tôi lại giảng ngang xương, đi trở ngược trở lên rồi từ trên mới đi xuống tới cuối kinh. Thì bà con có đọc chánh kinh thì thấy đó. Thì lúc đó có một cái vị tiên nữ tên là Phun Cha Tiết đã đắc nhị quả xuống hầu Phật. Và khi xuống thấy Đức Phật ngài đang nhập thiền như vậy đó, thì vị này đứng hầu thôi, đứng hầu im lặng chờ ngày xả định. Thì lúc đó Đức Thích cũng tới, nhưng mà tới thấy Đức Tôn đang nhập định thì Đức Thích mới ra đi. Và ngài dặn cái bà tiên nữ Phun Cha Tiết là khi nào Thế Tôn xả định ấy, thì xin thưa lại với ngài dùm là thiên vương Đức Thích có đến đảnh lễ và thấy ngài đang nhập thiền. Thì sau này khi mà Đức Thích xuống hầu Phật á, thì Đức Thích có kể lại cái chuyện đó. Thì Đức Phật thì có xác nhận rằng hôm đó tiên nữ Phun Cha Tiết có nhắn lại với Như Lai là thiên vương Đức Thích có đến gặp Như Lai. Và chính cái tiếng xe của ngài đã làm cho ta xuất định. Thì ở trong chú giải mới nói rõ chỗ này, đó là vì ngài Ananda đó kể lại nguyên văn, ngài Ananda kể lại nguyên văn lời Phật, thì ngài kể lại như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu rằng một khi mà người ta đã nhập định ấy, người ta không có nghe cái gì hết á. Cho nên cái cách nói của Đức Thế Tôn mình phải hiểu cái này là ta xả định ngay khi ngài vừa rời đi. Cái câu đó phải hiểu như vậy, ta xả định ngay khi mà ngài vừa rời đi. Mà theo văn phạm Bali thì cái câu đó cũng có thể hiểu như vậy, chứ còn nếu mình dịch sát là mình còn cái câu đó mình có thể dịch một câu một cái nghĩa một cái kiểu khác, đó là chính vì cái tiếng xe của ngài mà ta xả định đó, cũng không sai. Nhưng mà trong trường hợp này nếu mình dịch như vậy đó thì vô tình mình là mâu thuẫn một cái vấn đề giáo lý quan trọng, đó là người nhập định thì làm sao mà còn nghe được. Cho nên cái câu này trong chú giải đề nghị mình phải hiểu như vậy là Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ nhà Trí Đức Diệu Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, ngài vừa vào đạo tràng, ngài có nghe được âm thanh của con không bạch ngài? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, ngài nghe được âm thanh của con. Con cung thỉnh ngài cầm mịch, ngài làm cho đạo tràng chúng con là coi như rung hết trơn rồi. Người nào người nấy sắp xỉu rồi, con cung thỉnh ngài, con dâng mịch đến ngài ạ.
Nam mô Bích Thai giá, dạ con cũng thích ngài cầm mít, ngài chưa cầm mít ngài ơi. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? À, xin lỗi. À, trong cái mùa ăn cư thì chúng tôi coi như một tháng có 4 ngày, tức là tính theo tuần đó. À, tính theo tuần là có 4 ngày để chư tăng quy tụ và làm tăng sự. Thì quý vị quan hỷ ha. Hôm nay cái vấn đề học của chúng ta cũng có vấn đề, tức là chúng tôi sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng quý vị mà làm việc khác mình, để rồi coi như chúng tôi có một thời gian, ví dụ như khoảng 5 giờ thì chúng tôi lên chánh điện để tăng sự đối với chư tăng. Đặc biệt là việc làm của chư tăng phải làm trong mùa an cư kiết hạ, thì quý vị cũng thông cảm giùm ha. Thì khi hôm chư tăng đã đến chùa và sáng nay phải sám hối, phải thực hành cái vấn đề nghi lễ đối với chư tăng, thì chúng tôi sinh hoạt đến có thể 5 giờ rồi hoặc là 5 rưỡi, chúng tôi có thể giao lại quý vị tự xử nhau, tự giải quyết. Còn đối với vấn đề mà bổn phận trách nhiệm thì chúng tôi phải lo đối với chư tăng. Cho nên khi nãy quý vị thấy cái thái độ của chúng tôi, thấy cái cách hành xử của chúng tôi có vấn đề, quý vị cũng quan hệ một chút đi. Thì bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề, bởi vì thời gian đối với chúng tôi không có nhiều. Quý vị hoan hỷ ha. Dùng cái từ miệng liền đi ha. Câu Phật ngôn 346, chúng ta sẽ thực hành, sẽ áp dụng và học hỏi, thì cái vấn đề này quý vị hoan hỷ. Chúng ta đi thẳng vào nội dung. Câu đầu tiên: Ê tăng đan hằng bần thân mà hú thì ra. Ê tăng đan hằng bần thân mà hú thì ra. Ê tăng đan hằng bần thân mà hú thì ra. Quý vị thấy câu đầu tiên này, chúng ta thấy có 4 từ ha. Ê tăng là 1, đan hăng là 2, bành thân áp mà hút là 3, thi ra là 4. Vậy thì ý nghĩa của những từ này như thế nào? Ê tăng, cái từ ê tăng có nghĩa là do cái đại từ tá. Nó là một đại từ trung tính, ê tá ha. Nó là một đại từ trung tính, nhưng mà ê tá ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao vì phát tí ê có quá trình á, cho nên ê tá biến thành ê tăng. Ê tăng có ý nghĩa là cái này. Mà cái này ám chỉ về cái gì? Đó là sự trói buộc ha. Đó là sự trói buộc. Sự trói buộc đó là bằng sắt nè, bằng gai nè, bằng kém nè, bằng cây nè, vân vân. Ê tăng là cái này, tức là ám chỉ như cái đó. Rồi sao nè? Chữ
đan hằng, giữ đan hằng. Đan hằng là cái gì? Câu Phật ngôn chớp 345 có nói chữ đan hằng. Đan hằng do cái từ đan há, nhưng mà chữ đan há đó được chia theo đối cách số ít đu tỷ gia vụt phát thi hệ cấu quá trình á, cho nên đan há biến thành đan hằng là chắc chắn bền vững, chắc chắn bền vững. Từ thứ ba, bần thân mà hụ, bần thân mà hụ, chữ bần thân mà hụ do cái từ bần thân năng, chữ bần thân năng. Bần thân năng thì quý vị thấy rằng bần thân năng nó là một danh từ tính do cái từ bần thân á. Á cờ lần tăng nó bùng sát cờ lần ra. Cái từ bần thân á này được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỷ phát tí e cao quá trình á. Cho nên bần thân á biến thành bần thân năng. Bần thân năng có nghĩa là sự giam cầm, sự trói buộc. Sự giam cầm, sự trói buộc. Và chữ bần thân năng cộng với a hú, nó mất đi cái dấu chấm, nó biến thành bần thân á ma a hú. Bần thân á ma hú. Thì chữ a hú ở đây có ý nghĩa là đã nói, đã nói. Vậy thì bần thân mà hú đã nói sự trói buộc, sự giam cầm, đã nói sự trói buộc, sự giam cầm. Thi ra, thi ra do từ thi ra đứng làm chủ từ số nhiều đuổi bà thầm má bổ quá trình á, cho nên chỉ thi ra đây có nghĩa là các bậc trí, các bậc trí. Câu số 2, câu số 2 ha. Dạ đà dạ sân đà rũ chân bóc ba chân cha. Cái gì? 345 hả? Đây này thành là 346, xin lỗi. 346. Ô hà rí căng si thị lăng đức ba mu đi chăng hòa. Sao khổ vậy? Xin lỗi nha, ngủ ngủ dậy chưa uống cà phê cho nên mắt nó không quá sáng. Ô hà vi cần si thị lăng đức ba mu đức ba mu cái gì đây? Đức ba môn chăn. Khổ thiệt, ba ly đọc thành bốn ly luôn. Câu số 2 chúng ta có ba từ ha. Ô hà rí căn si thị lăng đức ba môn chăn. À, đây là ba từ mà chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của nó.
ô ha ri căng, ô ha ri căng. Ở đây chúng ta thấy cái từ ngữ wow, cái từ ngữ này quý vị lần đầu tiên mới thấy ha. Ô a quá cái từ ngữ này nó kỳ cục quá đi. Ô ha quá, ô a quá, trong khi đó ô hà ha. Rồi hari cần tức là cái động từ harati á, cái động từ harati có nghĩa là mang. Mang ở đây có nghĩa là mang bát. Mang bát thì có vấn đề nó kéo xuống, nó trì xuống, nó đè nặng lên. Cho nên cái động từ harati khi mà nó làm tính từ và nó được chia theo đối cấp thì quý vị thấy rằng ô ha ri thì có cái ý nghĩa là nó đè nặng, nó làm cho chúng ta coi như là luống xuống, làm cho chúng ta coi như không được tự nhiên, có nghĩa là trì, nó kéo, nó lôi, nó làm cho chúng ta phải coi như quằn quại bởi một cái sức nặng, có sự kéo xuống, có sự trì xuống nè. Ủa sao hay vậy ta, diễn tả chưa xong mà Sĩ Nhật Quỳnh biết hết trơn rồi nè, có sự trì xuống, có sự kéo xuống nè. Công nhận người ta nói thông minh nhất nam tử, nhưng mà đâu có phải là người nam là coi như thông minh đâu, mà người nữ như nữ cũng anh hùng mà, ghê thiệt. Ô hà đi cầm ha. Rồi bây giờ tới cái từ gì đây nữa nè, si thi lăng. Si thi lăng do cái từ si thi lá, nhưng mà si thi lá ở đây nó chia theo đối ca số ít, cho nên si thi lá cũng biến thành si thi lăng. Si thi lăng là mềm mỏng lỏng lẻo, mềm mỏng lỏng lẻo. Alo, xin Nhật Quỳnh ơi, mềm mỏng lỏng lẻo ha. Đây cái từ cuối cùng, đúc ba muôn chăng, đúc ba muôn chăng. Chúng ta thấy cái từ ngữ đú ở phía trước có nghĩa là xấu, có nghĩa là khó, có nghĩa là ác, tệ. Rồi ba muôn chăng, chữ ba cũng là một tiếp từ ngữ nữa, chữ đú là một tiếp từ ngữ, chữ ba là một tiếp từ ngữ. Rồi chữ muôn chăng, chữ muôn chăng do cái căn ngữ của nó là chữ mốt ha, là tự do nè, thoát khỏi nè ha. Vậy thì chữ đúc ba muôn chăng có nghĩa là khó tháo gỡ, khó thoát khỏi, khó tháo gỡ, khó thoát khỏi, không tự do. Alo, Sĩ
quá hả? Rồi bây giờ câu 1 câu 2 nè, ý nghĩa câu 1 câu 2. Ê tăng đàn hằng bần thanh mà hú thị ra ô hà rí cần sư thị lần đừng. Này, chúng ta các bậc kia nói về sự trói buộc này là chắc chắn có sự trì xuống mềm mỏng khó tháo gỡ. Các bậc kỹ đã nói về sự trói buộc này là chắc chắn có sự trì xuống mềm mỏng khó tháo gỡ. Đó là ý nghĩa của một câu hai ha. Bây giờ chúng ta qua câu ba gồm ê tâm vi chế tua bơ rê ba chân tí ê tâm vi chế tua na bơ rê ba chân tí. Câu số 3, cái chữ ê tâm vi do chữ ê tăng cộng với áp vi. Ê tăng có nghĩa là thế này, và api là ngay cả hay là dù. E tâm bí dù cái này hay là ngay cả cái này. Dù cái này hay là ngay cả cái này. Rồi chết toa, chết toa. Đây là một cái động từ bất biến nói về cái chuyện đã qua do căn bị chết. Vậy thì chết toa đây, chết toa nó có nghĩa là sau khi là chặt. Paripachanti. Chúng ta thấy tiếp đồng ngữ pari có nghĩa là xung quanh, và cái ngữ của cái từ này pachanti có nghĩa là căn ngữ quá. Là căn ngữ này có ý nghĩa là ra đi. Cái từ này là lìa khỏi. Cái từ này nó diễn tả là từ bỏ. Paripachanti, một cái động từ số nhiều, nói lên cái vấn đề sự quyết tâm dứt khỏi, ra đi. Paripachanti là ám chỉ là cái vấn đề từ bỏ, xuất gia. Paripachanti là xuất gia. Xuất nhà ha. Rồi xuất nhà công ty số nhiều nha. Rồi còn câu số 4 nữa, chúng ta nói nhiều quá luôn. Câu số 4, Anapekino Kamasu Khang Bahaya Anapekino Kama Sukhang Haya. Số 4 có mang từ Anabekino. Anabekino chúng ta thấy cái tiếp đường trước chữ anh này tương đương với chữ chữ có nghĩa là đừng. Bekki
Abekhi, Abekino. Abekhi ở đây nó có một cái ý nghĩa là mong cầu ha. Mong cầu. Thì Anapekino nó đứng làm chủ từ số nhiều ha. Chủ từ số nhiều tức là Bathama Bahuvachana Vipatti. Thì Anapekino có nghĩa là không mong cầu. Alo, Anapekino không mong cầu. Cái gì vậy? Alo, đạo hữu lửa hạ chát này kỳ cục đó vậy? Nên dạy học kinh dễ thương quá đi là sao đấy? Con gà nó gái dễ thương quá đi, chứ đừng có nói cái máy nha. Rồi, anh lao bếch kỳ nô xong rồi ha. Ca má su khăn do hai từ. Ca má là một, su khăn là hai. Kama nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga Kama có nghĩa là dục à. Rồi su khăn do cái từ su khá. Su khá nó là một danh từ trung tính. Akrantapumsakalinga su khá là sự khoái lạc. Nhưng mà su khá ở đây nó được chia theo đổi các số ít đu tỳ gia vì phát tỳ e có quan trình á, cho nên su khá biến thành su khăn. Vậy thì ca ma su khăn tức là sự khoái lạc của các dục, sự khoái lạc của các dục. Ca ma su khăn. Alo, Đức Pháp Tràng đến với Đạo Tràng hả? Ai kính lễ để Đức Pháp Tràng đi đến với Pháp Hội đến sớm quá. Ai đến chạy qua cho đến sớm thì coi như là truyền giới rồi này kia. Chứ Đạo Tràng qua nghỉ, Đức Pháp Tràng có gì đi đến với Pháp Hội chúng ta hơi trễ ha. Rồi, ca mã số căn xong rồi ha. Rồi cái từ cuối cùng là Bahaya. Chữ Bahaya chúng ta thấy tiếp đồ ngữ là chữ ba. Tiếp đồ ngữ này chỉ nhấn mạnh cái từ Hà-ya thôi. Mà chữ Bahaya do cái căn ngữ Ha có nghĩa là từ bỏ. Vậy thì ở đây Bà Hà Dạ có nghĩa là sau khi từ bỏ. Sau khi từ bỏ. Vậy thì câu số 3, câu số 4 cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Ê tầm vi chết tòa bà rếp bà chành tí an áp đếc khi nô ca mắt xuất khăn bá hà dạ. Phải không? Không biết đọc bây giờ có đúng không biết hả? Hê tầm bí chế tòa na phá rí bá chành tí á la bế khi nô ca mắt xuất khăn bá hà dạ. Câu 3, câu 4. Sau khi cắt đứt luôn cả sự trói buộc, các bậc trí xuất gia sau khi dứt bỏ sự khoái lạc của các dục, họ không có mong cầu. Ý nghĩa hai câu này. Sau khi cắt đứt các sự trói buộc, bậc ý xuất gia sau khi dứt bỏ khoái lạc của các dục, họ không có mong cầu. Không có mong cầu. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn 346 cho chúng ta cái ý nghĩa. Các bậc ý đã nói về sự trói buộc này là chắc chắn có sự trì xuống mềm mỏng khó tháo gỡ.
sau khi cắt đứt luôn các sự trói buộc này, họ, các bậc trí đó, đã xuất gia. Sau khi dứt bỏ sự khoái lạc của các dục, họ không có sự mong cầu. Như vậy thì Ngài Hòa Thượng Duyên Đức Phổ Thư Lục Bá, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa đó như thế nào. Bậc trí đã dạy như vậy: sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh, như lụa mềm, kéo lên chì xuống trượt phiền thế gian. Có ai chẳng thiết chẳng màng, chắc lìa tận diệt lên đàn thảnh thơi. Wow, bậc trí đã dạy như vậy: sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh, như lụa mềm, kéo lên gì xuống trượt phiền thế gian. Có ai chẳng màng, cắt lìa tận diệt lên đàn thảnh thơi. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, thì kéo xuống, lún xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người chỉ cắt trừ nó, bỏ dục lạc, không mà. Wow, người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, thì kéo xuống, lún xuống, nhưng thật sự khó bền. Người chỉ cắt trừ nó, bỏ dục lạc, không mà. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học nha. Quý vị thông cảm, thời gian cũng hơi trễ rồi. Tại vì 5 giờ thì chúng tôi đã lên trên đèn tăng sự, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi cố gắng một chút nè ha. Quý vị thông cảm nha. Bây giờ chúng ta đi vào bài học. Ý nghĩa từ vựng đã xong. Bây giờ trường âm đồng, âm đoạn âm thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị đọc trước đã, rồi quý vị phân tích ha. Ê tăng đàn hằng bành thanh âm mạ hà hút thì ra. Ê tăng đàn hằng bành thanh âm mạ hút thì ra. Câu số 2. Ô hà rí cần si thi lăng đúc bác mùn chẳng. Ô hà rí cần si thi lăng đúc ba mùn chẳng. Câu 1, câu 2. Ê tăng đàn hằng bành thanh âm mà hú thi ra ô hà rí cần si thi lăng đúc ba mùn chẳng. Ê tăng đàn hằng bành thanh âm mà hú thi ra ô hà rí cần si thi lăng đúc ba mùn chẳng. Như vậy câu 1, câu 2. Chúng ta thấy rằng câu 2, cuối câu 2 đó là một trường âm. Quý vị có thể mà nghĩ ở chỗ này ha. Tương đối câu Phật ngôn này dễ, không có khó. Nếu câu 2 nó là một đoạn âm thì đó là khổ đế đối với quý vị ha. Cái gì Sư Kim nói chữ rú năng là sao? Từ từ để đó. Câu 3. Ê tâm vi chết tòa parip bạch hành tỷ. Ê tâm vi chết tòa parip bạch hành tỷ. Câu số 3. Câu số 4. Anna bê khi nô ca mơ xúc hằng bà hà giá. Anna bê khi nô ca mơ xúc hằng bà hà giá. Vậy thì câu 3, câu 4. Ê tâm bí chế tòa phá rít bá chành tí án áp bếch khí nô ca mê xu khăng bá hà giá. Ê tâm bí chế tòa ná phá rít bá chành tí án áp bếch khí nô ca mê xu khăng bá hà giá. Bây giờ chúng ta xin ôn lại ha.
Ê tăng đàn hằng bần thân áp mà hút thì là ồ hà đi cần sư phụ thần bức phá mùn chẳng ế tầm vi chết tòa nắp bà rếp bá chẳng tí á nắp bế kí nô kà mơ sú khăng bá hà giá. Ê tăng đàn hằng bần thân áp mà hút thì là ồ hà đi cần sư phụ thần bức phá mùn chẳng ế tầm vi chết tòa nắp Paripachanti anapekino kama sukhang bahanya. Rồi, bây giờ xin mời quý vị. Ha. Oharimancha, ha. Oharimancha. Chữ Oharim. Oharikang. Oharikang chesama o. Oha. À, mời sư Kim có ý kiến ở chỗ này đi, thắc mắc cái gì vậy? Con thưa sư pháp trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử, còn đâu biết đâu thì sư phốt lên cái câu số 2 ô ha rí năng mà sư đọc ô ha rí khăn, con đâu có biết đâu sư đọc sao, con thấy viết khác, sư đọc khác rồi con nói vậy thôi. Bây giờ sư muốn ô ha rí khăn hoặc ô ha rí năng. Sư phốt bài lên là chữ năng chứ đâu phải chữ khăn đâu sư. Sư mệt quá rồi sư mệt quá rồi sư. Câu số 2 á sư, ô ha rí năng. Chứ đâu phải ô ha rí khăn đâu. Sư mệt rồi, sư mờ mắt rồi. Thôi sư đi uống cà phê, sư ngửi mệt đi con. Sư ngửi mệt đi đi sư, để con á, để con thanh toán hết cho. Con thanh toán mộng hết cho. Sư đi nghỉ mệt đi sư. Bữa nay sao sư vô trễ vậy sư, con cũng đi công chuyện á, con mới về thôi. Con cũng không biết trời đất gì hết á. Con độc đại rồi. Con cà chê về ngỏng. Sư coi đúng không sư? Đó, con nói vậy đó, nhưng mà con thấy sư mệt, con sợ hồi đậu tràng nói đọc theo nữa rồi sư la. Sư mệt rồi, mệt rồi, chữ này nhìn qua chữ kia lẫn lộn vậy thôi. Thôi để con đọc, con phân tích, đọc kinh, đọc kệ đó. Cù gù gù, gà gà gà. Con đi xa vậy, hôm nay con đi xa vậy, con mệt lắm, con mới về vô đó. Vô con nghe dặn kinh sư, cái gì sư ta, sư gì ta? Sư Giác Nguyên, hay thành sư Tội Khanh nói một chút. Rồi cô Nhật Quỳnh nói, sư mới vô, con mừng ghê, con tưởng con đi trễ, té xa. Con cũng đúng giờ. Thôi để con đọc đi, để sư la nữa. Quý vị có nghe rõ không ha? Cái câu số 2 ô ha rí năng đúng không, chứ không phải ô ha rí khăn đúng không? Ok vậy đi ha. Vậy giờ đọc đi nha. Con đọc kinh Pháp Cú câu 346. Ê tăng đàn hằng bằng tha nam ma hú thi ra ô ha rí năng si thi lằng đúc phá mùng chành Ê tăng phí chép thòa ná phá rít ba chẳng tí á nắp phép khi nồ khà má su khăn phá hà giá. Đọc lại lần nữa, đọc hai lần, bây giờ dài cho sư nghĩ mệt cho nó khỏe. Ê tăng đàn hằng bằng tha nam mà hú thì ra ô hà trí năng si thi lằng đúc phá mùng chành Ê tăng phi chết tòa na pha vít ba chấp chẳng tí anh na phê kí nô kha ma su khăn pha hà gia. Trời ơi, cũng đứt hơi luôn nữa, hơi phân tích đi. Câu 1, câu 2. Có đọc sai sai cũng xí xóa đi, bữa nay cũng mệt lắm. Ê trường ta, ê là trường âm, trường, ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thấy không, cũng lẹo lưỡi nữa. Đang là trường âm ngắn, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, để đọc từ 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 từ. Câu giờ bằng trường âm ngắn thá ná hai đoạn âm mà trường âm thông thường hú trường đoạn âm thi ra hai trường âm thông thường. Câu số 2 ô ha hai trường âm thông thường rí đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xí thí hai đoạn âm lằng
trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhắn, thá đoạn âm, mung trường âm nhắn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Ê tăng đang, ê tăng đang hằng bằng tha nam mà hú thì ra ồ hà rí năng si thi lăng đúc thá mùng chăng. Câu 3 và câu 4 đọc. Ê tăng phí chách tòa ná phá vích bá chăng tí án nách. Ê tăng phí chách tòa ná phá vích bá chăng tí án tí án áp thách khi nồ khà má xúc khăn phá hài giá. Ê trường âm thông thường. Tăng trường âm nhắn, thí đoạn âm, chách trường âm nhắn, tòa trường âm thông thường, ná phá hai đoạn âm, rít trường âm nhắn, bá đoạn âm, chăng trường âm nhắn, tí đoạn âm. Câu 4, á ná hai đoạn âm, thét trường âm nhắn, khí đoạn âm, nô kha hai trường âm thông thường, má xú hai đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4. Ê tăng, ê tăng thí chách thòa na phá vít ta chăng thí á nắp thét thí nồ khà má xú khăn phá hà giá. Đọc lại hết nguyên bài từ câu 1 đến câu 4. Ê tăng đàn hằng bằng tha nam mà hú thì ra ô hà rí năng si thi lằng đúc phá mùng chăng. Ê tăng thi chát tòa ná phá vít ba chăng ti á nắp thét thi nô khà ma su khăng pha pha hà giá. Bây giờ đọc kệ. Trời ơi, đọc kệ 11. Ê tăng đàn hằng bằng tha nam mà ma hú thì ra ô hà ri năng si ti lăng đúc pha mung chăng. Ê tăng phi chết toa na pha vịt ba chăng ti a pe ki nô kha ma su khăng pha ha ya. Ê tăng đăng hăng băng tha ma hu chi ra ô hà ri năng su ti năng đúc pha mung chăng. Ê tăng phi chết toa na pha vịt ba chăng ti a ne pe Anapeki no kamasu kang pahaya. Người có chí nói rằng trói buộc này thật bền, chì kéo xuống, lúng xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người chí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chích chắc rồi, sư đi nghỉ mệt rồi. Một là sư đi nghỉ mệt, hai là sự suy dũa tu phù mở, ba là không có chuyện gì xảy ra hết. Chị, quý vị cứ từ từ. Cảm ơn quý vị cho bông hoa nha. Rồi, mời quý vị kế tiếp nha. Bye. Dạ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 346. Ê tăng đàn hằng bàn tha nam à hu đi ra. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường. Ô hà ri nặng si thi lằng đức ba mùn chăng. Ô ha là hai trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xí thí là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mùn là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê thằng đàn hằng bàn tha na mà hu thì ra ô hà ri nặng si thi lằng đức ba mùn chăng. Ê tâm bi chê tòa na pa rip ba chăng tí. Ê
là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, toa là trường âm thông thường, ná bá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Ê tâm bí chê toa na ba rít chan tí anabekino kamasu khăn pa hai giá a á ná là hai đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, má là đoạn âm xúc, má xú là hai đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Anabakino ka masu khăn pa ha giá ê tâm bí chê tòa na ba rip ba chành tí a na bác khi nô ca ma su khăn ba hà giá ê tăng đàn hằng bàn tha na mà hú thì ra ô hà ri nặng si thi lặng đức ba mùn chẳng ê tâm bí chê tòa na ba rip ba chành tí anape bách khi nô ca ma su khăng ba hà giá ê tăng đàn hằng bành ê tăng đàn hằng bành tha na mà hú thì ra ô hà ri nặng si thi lặng đức ba mà mùn chăng ê tâm bi chề tòa na bia rít ba chành tí anape khi nô ca ma su khăn ba hà giá dạ con là đọc xong xin chúng mất dạ con xin kính lễ quý sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp, cho con xin phép được đọc câu pháp cú số 346. Dạ cho con hỏi đạo tràng có nghe âm thanh của con. Dạ cảm ơn. Ê tăng đàn hàng bàn thá na mau chì ra ô hà ri năng si thi lăng đức bám mùn chăng. Ê tâm bí chê tòa na ba ri ba dàng ti a na bét ki nô ca ma su khăng ba hà dạ. Ê tăng đàn hàng bàn thá na mau chì ra ô hà ri năng si thi lăng đức bám mùn chăng. Chữ E là trường âm thông thường, chữ Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ Đan là trường âm nhấn, chữ Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ Ban là trường âm nhấn, Thá Ná là hai đoạn âm, Ma là trường âm thông thường, Hú là đoạn âm, Thi Ra là hai trường âm thông thường. Ô Hà Lý Năng Xí Thi Lăng Đức Băm Minh Chân Minh Châm. Chữ Cha ô là trường âm thông, ô ha là hai trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm thông thường, xí thí là hai đoạn âm, lăng là trường âm thông thường, đức là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, muôn là trường âm nhấn, châm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê tăng đàn hằng bàn tha na mau chì ra ô hà rí năng xí thí lăng đức bấm minh chăng. Câu 3 và câu 4. Ê tâm bi chê tòa na ba ri ba dàng ti a na bét ki nô ca ma su khăn ba hà giá. Ê tâm bi chê tòa na ba ri ba dàng ti. Ê là trường âm thông thường. Tâm là trường âm nhấn. Bí là đoạn âm. Chê là trường âm thông thường. Toa là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Bá là đoạn âm, rí là đoạn âm, râm ríp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Anabekino
ca mát su khăn ba hà giá á ná là hai đoạn âm, bét là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, má là đoạn, ca là trường âm thông thường, má là đoạn âm, suốt là xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ê tâm bí chê toa na ba rip ba dằn ti anabet ki nô ca ma su khăn ba hà giá. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, trì kéo xuống lúng xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Dạ, xin đạo tràng cho con biết chỗ nào con sai, con xin xuống. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai Giá, và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Pháp Trang và kính chào đạo tràng. Ngài con xin trả bài. Ê tăng đành hành bành tha na mu ma, dạ con xem thôi. Ê tăng đành hành bành tha na ma hu thì và ô hà ri nằng si thi lằng đúc ba mùn chẳng. Ê tâm bi chê đoà na pa rít ba chàn tí a na pek khi nô ca ma su căng ba hà giá. Ê tăng đành hành bành tha na ma hú thì ra. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường. Ê tăng đàn hành bành tha na ma hú thi ra. Ô hà ri nằng si thi lằng đúc ba mùn chằng. Ô là trường âm thông thường, ô hà là hai trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm thông thường, xí thí là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đức là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê tăng đàn hành bành tha na ma hú thì ra ô hà ri nằng xí thí lằng đức ba mùn chăng. Ê tâm bi chê đoà na ba rít ba chàn tí. Ê là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, toa là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná bá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Anapekino kama su kang ba hà giá. Á ná là hai đoạn âm, là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô trường âm thông thường, ca trường âm thông thường, má xú là hai đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Ê tâm bi chê đoà na ba vip ba chàn tí a na bách
khi nô cà ma su cần ba hà giá. Con xin đọc lại bốn câu. Ê tăng đành hành bành tha na ma hu thì ra ô hà ri năng si thì lăng đúc ba mùn chẳng ê tâm vi chê đoà na ba rít ba chàn ti a na bác khi nô cà ma su cần ba hà giá. Con xin kể. Ê tăng đa hắn bàn tha na ma hu thi ra ô hà ri năng si thi lăng đúc ba mù chẳng ê tâm bi chế tòa na pa vi ba chan ti a na pa khi no ka ma su căng ba hà ya. Dạ, câu số 2, năng là trường âm nhấn, ô ha ri năng là trường âm nhấn. Dạ, con tưởng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, dạ con xin nghiền mít để nghiên cứu lại. Dạ, cảm ơn chị Dung. Alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài kinh pháp cú 346 ạ. Ê tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ô ha ri năng si thi lăng đốc ba môn chăng. Ê tam bi chết tòa na ba ri ba chan ti a na ba khi nô ca ma su khang ba hà dạ. Dạ con xin phân tích ạ. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, ô ha là hai trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm giọng nguyên âm, xí thí là hai đoạn âm, lăng là trường giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, môn là trường âm nhấn, chăng là trường âm giọng nguyên âm, ê là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná bá là hai đoạn âm, rip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á ná là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô ca là hai trường âm thông thường, má xú là hai đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại ạ. Ê tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ô ha ri năng si thi lăng đúc ba môn chăng. Ê tam bi chết tòa na ba ri ba chan ti a na ba khi nô ca ma su khang ba ha dạ. Ê tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ô ha ri năng si thi lăng đúc ba môn chăng. Ê tam bi chết tòa na ba ri ba chan ti a na ba khi nô ca ma su khang ba ha dạ. Con xin kể ạ. Ê tăng đàn hằng
bàn na tha ma hô thi ra ô ha ri năng si thi lăng đốt ba môn chăng ê tam bi chê toàn a pa ri ba chan ti anabikho no kama sukhang bahaya. Dạ, Sít Hà ơi, mình nghe như vậy này, Sít Hà, là khi mà Sít Hà đọc á thì ở cái câu câu 2 á thì Sít Hà đọc á là năng, nhưng mà Sít Hà nói đó là trường âm nhấn, thì mình theo mình thì đó là trường âm giọng nguyên âm, thành ra mình viết ở đây mình có nhắn là đó là trường âm giọng nguyên âm. Còn đối với chữ chết toa đó thì đó là cái quá khứ phân từ. Khi mà mình theo như sư dạy những lần trước á thì mình đọc ở đây á là cái chữ T đó nó là mình phải đọc ăn gian, tức là cái T đó nó vừa ở chữ chê mà nó vừa ở chữ qua đằng sau, thành ra khi mà nó ở chữ chê thì nó là trường âm nhấn, mà nó ở sau á thì nó là trường âm thông thường. Thì đó là cái sự mà mình nhớ là như vậy á. Thì mình chia sẻ thế, nếu mà có sai thì xin đạo tràng hoan hỷ tha thứ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, xin mời anh Phan ạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 346. Ê tăng đanh hằng bành thá na mà hút thì ra ồ hà rí đằng xí thí lằng đúc bát muôn chằng ê tăng bí chế tòa ná bà rí bá chằn tí á ná bách khí nồ gà má xú khằn bá hà giá. Dạ, con xin đọc câu số 1 và câu số 2 ạ. Ê tăng đành hằng bành tha ná mà hút thi ra ồ hà lý nằng si thi lằng đúc bá muôn chằng. Dạ, con xin phân tích ạ. Ê là trường âm thông thường. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đanh là trường âm nhấn. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Banh là trường âm nhấn. Há, thá, ná là hai đoạn âm. Ma là trường âm thông thường. Hú là đoạn âm. Thi ra là hai trường âm thông thường. Ô, ha là hai trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xí thí là hai đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, ban là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, môn là trường âm nhấn, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đọc câu số 3 và câu số 4. Ê tăng đi chế tòa ná bá rí báp trần tí á ná bách khí nồ cà má xú khẳng bá hà giá. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ê là trường âm thông thường. Tăng là trường âm nhấn. Bí là đoạn âm. Chết là trường âm nhấn. Toa là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Bá là đoạn âm. Rí là đoạn âm. Rip là trường âm nhấn. Banh bá là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á ná là hai đoạn âm,
Bát là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, kha là trường âm thông thường, má xú là hai đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Và con xin đọc hết bài ạ. Ê tăng đành hằng bành thá ná mà hú thì ra ồ hà rí nằng xí thí lằng đúc bá muôn chằng. Ê tăng bí chế tòa ná bá rí bá chằng tí á ná bét ký đồ khà má xú khằng bá hà giá. Ê tăng đành hằng bành thá ná mà hú thì ra ồ hà rí nằng xí thí lằng đúc bá muôn chằng. Ê tăng bí chế tòa ná bá rí bá chằn tí á ná bét ký nồ cà má xú khằn bá hà giá. Dạ, dạ. À, xin sư sửa giùm cho con, nếu mà con có sai thì xin đạo tràng chỉnh sửa lại giùm cho con ạ. Con cảm ơn sư và đạo tràng. Con xin xuống mít. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 346. Ê tăng đàn hằng ban tha nam ma hu thi ra ô hà si năng si thi lăng đúc tha mùn chăng. Ê tâm thi chết thoa na pa rít ba chăn ti anapek khi nô ca ma su khăng ba hà giá. Ê là trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban trường âm nhấn, thá ná hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hú đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường, ô ha hai trường âm thông thường, rí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xí thí hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhấn, thá đoạn âm, mun trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê trường âm thông thường, tâm trường âm nhấn, thí đoạn âm, chết trường âm nhấn, thoa trường âm thông thường, ná thá rị ná thá hai đoạn âm, rít trường âm nhấn, bá đoạn âm, chăn trường âm nhấn, tí đoạn âm, á ná hai đoạn âm, pích trường âm nhấn, khí đoạn âm, nô ca hai trường âm thông thường, má xú hai đoạn âm, khăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 346. Ê tăng đan hăng ban tha nam ma hu thi ra ô hà ri năng si thi lăng đúc tha mùn chăng. Ê tâm thi chất thoa na pa rip pa chăn ti anapek khi nô ca ma su khăng pa hà giá. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, chỉ kéo xuống, lún xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Ê tăng ban thăng ban tha nam ma hu thi ra ô hà ri năng si thi lăng đúc tha mùn chăng. Ê tâm pi chết thoa na pa rip pa chăn ti anapek khi nô ca ma su khăng pa hà giá. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Bậc trí đã dạy như vậy, sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh, như lụa mềm, kéo lên, trì xuống, trượt phiền thế gian. Có ai chẳng tiếc, chẳng màng, cắt bìa, tận diệt, lên tàng, thành thơi. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin đạo tràng sửa dùm con và con xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Trang, cô tu nữ Phúc Hạnh cùng cúng đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú 346 ạ. Ê tăng đàm hàng bàn tha na ma hu thi ra ô hà rê nàng si thi lang đô pa môn trang. Ê tăng pi chê tòa na pi pari pa chan ti anapekino ka ma su kha ma pa ha ya ê tăng đàn hàng bàn tha na ma hu thi ra ô ha ri nàng si thi lang đu pa môn chăng ê tăng pi chê tòa na pa ri pa na pa ri pa chan ti na chan ti anapekino ka ma su khang pa ha ya. Dạ con xin phân tích ạ. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường ạ. Ô là ô ha là hai trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm giọng nguyên âm, xí thí là hai đoạn âm, lăng là trường âm giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, môn là trường âm nhấn, trăng là trường âm giọng nguyên âm. Ê là trường âm thông thường, tăng là tam là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná pá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, bá là trường đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á ná là hai đoạn âm, pách là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô ca là hai trường âm thông thường, má xú là hai đoạn âm, khăng là trường âm giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, và giá là đoạn âm ạ. Con xin đọc lại ạ. Ê tăng đàn hàng bàn tha na ma hu thi ra ô ha ri nàng si thi lăng lúc pa mun chăng ê tăng pi chê tòa na pa ri pa chan ti a na pe khi nô ka ma su kang pa ha cha ê tăng đàn hàng bàn tha na ma hu thi ra ô ha ri nàng si thi lăng đu pa mun chăng e tăng pi chê tòa na pa ri pa chan ti a pek chan ti a na pek khi nô ka ma su khang pa ha ya e tăng đàn hàng bàn tha na ma hu thi ra ô ha ri nàng si thi lăng đu pa mun chang e tang pi che tòa na pa ri pa chan ti a na pa khi nô ca ca ma su khang pa ha ya. Dạ con xin con đã đọc xong ạ. Con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống bếp ạ. Con kính cảm ơn quý đạo tràng ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính chào chư tăng với cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu ạ. Con xin đọc câu pháp cú câu 346. Ê tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra ô hà ri năng si thi lăng đúc pa mun chăng ê tăng vi chê tòa na pa ri pa chan ti a na pek khi nô ka ma su khăng pa ha ya. Con xin phân tích câu pháp cú 346, câu 1 và câu 2. Ê tăng đàn hằng bàn tha na ma hú thi ra ô hà ri nặng si thi lăng đức pa mùn chăng. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đàn là trường âm nhấn, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bàn là trường âm nhấn, thá, ná hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi, ra là hai trường âm thông thường, ô, ha
hai trường âm thông thường, lý đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xí thí hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đất trường âm nhấn, bá đoạn âm, nguồn trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê tăng đan hăng ban tha na ma hú thi ra ô hà lý năng si thi lăng đúp ba mùn chăng. Câu 3 và câu 4. Ê tăng bi chế tòa na pa rít ba chàn tí a na pek khi nô ca ma su khăn pa hà giá. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chê là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná tá hai đoạn âm, rít trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á ná hai đoạn âm, p là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô ca là hai trường âm thông thường, má xú là hai đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm, ê tăng pi chê tòa na pa rít pa chàn tí a na pek khi nô ca ma su khăn pa hà giá. Dạ, con xin đọc kệ ạ. À. Ê tăng đan hăng bàn tha na ma hu thi a ô a ri năng si thi lăng đập ba mun chăng. Ê tăng pi chê tòa na pa rít pa chàn tí Anapekino kamasukang pahaya etang danhang banthanamahutira oharinang sitilang depamuncang etang pichetwa naparipachanti anapekino kamasukang pahaya. Con xin câu pháp cú do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền. Xin lỗi, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Bậc trí đã dạy như vậy, sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh, như lụa mềm, kéo lên trì xuống trượt phiền thế gian, có ai chẳng tiếc chẳng màng, cắt lìa tận diệt tinh đàn thảnh thơi. Câu này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, của Hòa Thượng Minh Châu ạ. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, lì kéo xuống, lúng xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin hết. Xin cảm ơn toàn thể đạo tràng. Nếu có gì sai thì xin đạo tràng sửa lỗi mà. Xin xuống mic, xin nhường cho bạn kế tiếp ạ. Cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sinh Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng, và con kính lễ quý cô bà, quý cô tôn nữ, và kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho niềm từ bi và âm thanh rõ. Dạ, niềm từ xin đọc phân tích và đọc câu kệ 346. Câu số 1 và câu số 2. Ê tăng đàn hằng bàn tha na ma hú chi ra ô hà ri năng si chi lăng đức ba mùn chăng. Dạ, con tin nhận từ phân tích câu số 1. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đàn là trường âm nhấn, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bàn là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, chi ra là hai trường âm thông thường. Dạ, câu số 2, ô là trường âm thông thường, ha
là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, xí thí là hai đoạn âm, lăng là trường âm thông thường, túc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mun là trường âm nhấn, và chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ. Mình tự phân tích câu số 3 và câu số 4. Ê tăng bí chết tòa ná bá rít bá chàng tí á ná bách khí nô ca má su khăn bá hà giá. Dạ. Câu số 3. Ê là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, và tua là trường âm thông thường, ná bá là hai đoạn âm, rít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 4, á ná là hai đoạn âm, bét là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, má là đoạn âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, và giá là đoạn âm. Tôi xin đọc lại bốn câu. Ê tăng đàn hằng bàn thá na mà hú chi ra ô hà ri năng thi sĩ thi lăng đức ba mùn chăng ê tâm bí chất tòa na ba rip ba chăn ti a na pe ki no ka ma su khang ba ha ya e tang dan hang pan tha na ma hu chi ra o ha ri nang si chi lang duk pa mun chang e tam bi chak tua ba rip ba chan ti a na pe ki no ka ma nu khang ba ha ya. Dạ, niệm từ xin bây giờ xin kể. Dạ. Ê tăng đàn hăng bần thả na ma hu chi ra ô ri năng si chi lăng đúc ba môn trăng ê tâm đi chất tua na ba rịp ba chân ti ana peki no kama su kambahaya e tang dan hang ban tha na ma hu chi ra o ha ri nang si chi lang du pa mun chang e tam bi chen tua na ba rim ba chan ti ana peki no kama sukham bahaya. Dạ, Niệm từ xin đọc bản chữ ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, trì kéo xuống đúng xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cách trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Sao bây giờ Niệm từ đọc bản chữ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Bậc trí đã dạy như vậy, sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh, như lụa mềm, kéo lên trì xuống trượt phiền thế gian. Có ai chẳng tiếc chẳng màng, cắt lìa tận diệt lên đàn thảnh thơi. Dạ, Niệm từ đã đọc xong. Niệm từ có sai, xin sư và đạo tràng sửa lại dùng cho Niệm từ. Niệm từ rất cảm ơn đạo tràng, cảm ơn sư Nhật Quỳnh thật nhiều. Bây giờ xin mời bàn tay của Giang Nhật Hà. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 346. Ê tăng đàn hằng bàn thá na ma hú thi ra ô hà ri năng si thi lăng đúc bát mùn chăng. Ê tâm bí chết tòa na pa rip
pachan tiana pekhino kamasu khang bahaya. Dạ, câu số 1 và câu số 2. E tang dan hang ban thana ma hu thi ra o ha ri nang si thi lang đúc ba mun chăng. E trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dan trường âm nhấn, hang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban trường âm nhấn, thá ná hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hú đoạn âm, thi ra hai trường âm thông thường, ô ha hai trường âm thông thường, rí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xí thí hai đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhấn, bá đoạn âm, môn trường âm nhấn, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, câu số 3 và câu số 4. E tam bi che toa na pi rip pa chan ti ana pek kino ka masu khang pa ha ya. E trường âm thông thường, tâm trường âm nhấn, bí đoạn âm, chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná bá hai đoạn âm, rip trường âm nhấn, bá đoạn âm, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm, á ná hai đoạn âm, bek trường âm nhấn, khí đoạn âm, no ca hai trường âm thông thường, má sú hai đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại bốn câu ạ. E tăng đàn hằng bàn tha na ma hu thi ra o ha ri năng si thi lăng đúc pa mun chăng. E tăng bi chê tòa na pa rip pa chan tin ana pek khi nô ka ma su khăng pa ha ya. Dạ, con xin kể. E tăng đàn hăng bàn tha na ma hu thi ra o ha ri năng si thi lăng đúp ba mun chăng. E tam bi chết toàn na pa rip ba chan ti anna bekhino kamasukhang bahaya. Dạ, xin đọc bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người có trí nói rằng, trói buộc này thật bền, trì kéo xuống lúng xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Và phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức: bậc trí đã dạy như vậy, sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh, như lụa mềm, kéo lên trì xuống trượt phiền thế gian. Có ai chẳng tiếc chẳng màng, cắt lìa tận diệt lên đàn thảnh thơi. Dạ, con xin xuống mic, xin mời cô Thanh Thủy. Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hằng. Nam mô Bụt Thầy. Con Thanh Thủy, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý đạo. Dạ, con xin đọc. Ê tăng đàn hằng bành tha na ma thi ra ô hà ri năng xí thi lăng đức bám buồn chăng. Ê tâm ý chê toa na pa rít ba dành tí anap e kino ka ma su khăn ba hà giả. Ê là đoạn âm, con xin lỗi, ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá ná là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là hai trường âm thông thường, ô ha
là hai trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm dập tập theo giọng nguyên âm, xí, thí là hai đoạn âm, lăng là trường âm tập theo giọng nguyên âm, rúp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, muôn là trường âm nhấn, chăng là trường âm tập theo giọng nguyên âm, ê là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, ý là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, pá rí à, pá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, chăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á ná là hai đoạn âm, ép là trường âm nhấn, khí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, ná má xú là hai đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Và cái chữ là chê toa là con nghe quý vị đọc là chết qua, con không biết là chết toa. Nếu mà phân tích giống như nói là chết á, là trường âm nhấn á, thì đọc cái kia là phải là chữ qua, qua là trường âm thông thường, mà con á, thì con nghĩ là mình sẽ đọc là chê toa. Thì cái câu thì chữ này á, thì chữ chê á, có nghĩa là trường âm thông thường, chữ toa là trường âm thông thường, hai cái này là hai trường âm. Dạ con xin con xin chạy dạ. Ê tăng đan hăng bàn tha nam ma hu thi ra ô ha vi nắng si thi lăng lục tam buồn chẳng ê tăng vi chế na pa vi pa chan ti a na pe ki no ka ma su khăng pa ha ya. Dạ con kính trên đạo tràng, ở đây mời Phúc Hạnh ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính chào đạo tràng. Sau đây Phúc Hạnh xin đọc câu Pháp Cú 346 và phân tích ạ. Ê tăng đan hăng ban thán ná ma hú thi ra. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, thá ná là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, thi ra là trường âm thông thường. Ê tăng đan hăng ban thá ná ma hú thí ra. Ô ha rí năng xí thí lăng đúc bát đú bám muôn trăng. Ô ha là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xí thí là đoạn âm, lăng là trường âm thông đọc theo giọng nguyên âm, ức là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, minh là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ô ha rí năng xí thí lăng đúc bá muôn trăng. Ê tăng bí chết toa ná bá rít bá chan tí. Ê là trường âm đọc theo giọng ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí là đoạn âm, chất là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn,
Tý là đoạn âm. Ê tăng bí chết toa ná pá rít pa chăm tí. Áná bét khí nô ca má xú khăn ba ha giá. Á ná là đoạn âm. Bét là trường âm nhấn. Khí là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Ca là trường âm thông thường. Má là đoạn âm. Má xú là đoạn âm. Khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Áná bét khí nô ca má xú khăn ba ha a giá. Ê tăng đan hăng ban thá ná ma hú thi ra. Ô hà rí năng xí thí lăng đúc bát muôn chăng. Ê tăng bí trệ toa ná ba rít bá chan tí. Á na bét khí nô ca má xú khăn ba ha giá. Ê tăng đan hăng ban thá ná ma hú thi ra. Ô ba thi răng xí thí lăng đúc bá muôn chăng. Ê tăng bí trệ toa ná ba rít bá chan tí. Anna bet kino ka masu khang ba ha ya. Nam phúc hành sinh kệ. E tăng đan hăng ban tha nam ma hu thi ra. O ha ri năng si thi lăng du bát muôn chăng. Ê tăng bi chê toa na ba ri ba chan ti. A bét khi nô ca ma su khăn ba ha ya. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền. Trì kéo xuống lúng xuống nhưng thật khó sự khó. Nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng, đó là bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bậc trí đã dạy như vậy, sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh, như lụa mền, mầm, kéo lên trì xuống trượt phiền thế gian. Có ai chẳng tiếc chẳng màng, cắt lìa tận diệt lên đàn thảnh thơi. Dạ, Phúc Hạnh xin xuống mất ạ. Chúng là vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng, con xin phép đọc câu Phật ngôn số 346. Ê tăng đàn hằng phàn ta na ma hú thi ra ô ha ri năng si thi lăng đức pa mùn chăng. Ê tâm bi chết tòa na pa ri ba chan ti anapekino ka masukhang pahaya. Và con xin phân tích. E tăng đan hăng pantana mahuthira. E là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ban là trường âm nhấn, há ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, hú đoạn âm, thi ra trường âm thông thường, ô ha hai trường âm thông thường, rí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xí lý đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đức là trường âm nhấn, bá đoạn âm, muôn trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3 và câu số 4. E tam bi chet to na parip
Pachanti anapekino ka masukhang pahaya. E trường âm thông thường, tâm trường âm nhấn, ví đoạn âm, chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná phá rí, ba đoạn âm, ná phá hai đoạn âm, rip trường âm nhấn, ba đoạn âm, chan trường âm nhấn, tí đoạn âm. Dạ con xin sám hối ạ. Con xin phân tích tiếp ạ. Á ná là hai đoạn âm, pét trường âm nhấn, khí đoạn âm, nô kha là hai trường âm thông thường, má xú là hai đoạn âm, khăn là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm. Dạ, e tam bi chết toa na pa rip ba chan tí. Anapekino ka masukhang pahaya. Dạ con, nếu có sai xin cô chú anh chị trong đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Con xin đọc lại. E tăng đàn hằng pan ta na ma hu thi ra o ha ri năng si thi lăng đúc pa mun chăng. E tâm bi chết tòa na pa rip ba chan ti anapek ki no ka ma su khang pa ha ya. Con xin phép kể. E tăng đàn hăng phần ta na ma hu thi ra o ha ri năng si thi lăng đúc pa mun chăng. E tâm bi chết toa na pa ri pa chan ti a na bạch khi nô ca ma su khăng pa ha ya. Người có trí nói rằng trói buộc này thật bền, trì kéo xuống lúng xuống thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không màng. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bậc trí đã giải như vậy, sự trói buộc nọ là dây quá bền, như tơ mảnh như lụa mềm, kéo lên trì xuống trượt phiền thế gian. Có ai chẳng tiếc chẳng màng, cắt lìa tận diệt lên đàn thảnh thơi. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ nếu có để con, cô đã chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Con xin phép xuống mic. Dạ sa thú kính cảm ơn Hạnh Dung. Nam mô Bích Hà. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay Thanh Thủy nha, đọc bài thì xong rồi kệ rồi học thêm đọc tiếng Việt nha. Dạ cảm ơn. Bây giờ hậu chùa Phước Quang có cầm mic không? Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Hôm nay là ngày xả cản cho quý vị nên là cầm mic đi. Bài này Nhật Quỳnh bảo đảm là còn học lại không có hết đâu quý vị, cứ yên tâm. Vị nào nghe hiểu như thế nào rồi học lại sẽ ngài sẽ giảng dạy cho, yên tâm. Nhà có thì cầm mic nha, Nhật Quỳnh ngưng mic nha. Dạ con Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Đá, Nam Mô Sang Ca Đá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang và kính đảnh lễ cô Tư Nữ Phước Hạnh và kính chào đại tràng. Con xin đọc câu pháp cú 346. E tăng đan hăng
bàn tha na ma ma hu thi ra ô ô ha xí năng xí thi lăng đúc ba mùn chăng ê tâm bí chết tòa ná ba rít ba chan tí á ná bách khí nô ca má su khăn ba há ra ba há ra ra. Con xin phân tích câu pháp cú 346. Ê là trường, là trường âm thông thường. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đan là trường âm nhấn. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Băn là trường âm nhấn. Thá ná là hai đoạn âm. Thá ná là hai đoạn âm. Ma là trường âm thông thường. Hú là đoạn âm. Thí lá là hai đoạn âm. Ô là trường âm thông thường. Ô là trường âm thông thường. Há là đoạn âm. Dí là há là trường âm thông. Ô là đoạn. Ô là trường âm thông thường. Ha là ha là trường âm. Ô là đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Dí là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xí thí là đoạn, là đoạn âm. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên. Đúc là trường âm. Đúc là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Môn là trường âm nhấn. Đúc là nhấn. Là đoạn âm. Trường âm nhấn. Dạ, alo Hậu ơi, cầm mic trở lại, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không thì cầm mic trở lại. Alo, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, dạ cảm ơn. Kính mời Hậu cầm mic trở lại nha. Alo, mọi người có nghe được con nói không ạ? À, con hình như chắc là do mạng ấy ạ. Ai cố
E là trường âm, E là trường âm thông thường. Tâm là trường âm. Tâm là trường âm nhấn. Ý là trường âm. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, nét của hậu chùa Phước Quang quá yếu nên là không còn nghe được. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Dạ, bây giờ thì Nhục Quỳnh thấy đã lố giờ 2 phút rồi. Dạ, Nhục Quỳnh xin trốn trả bài luôn. Dạ, cảm ơn cô Phúc Hạnh, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhục Quỳnh xin trốn trả bài. Hên quá, khỏi trả bài. Dạ, bây giờ Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhục Quỳnh lắng tâm thanh tịnh hồi hướng mà phước quả phước mà chúng ta đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Ngài Trí Đức thì bận việc ở chùa rồi mà cũng không có gì quan trọng lắm nên là thôi cho Đại Đức Pháp Trang nghỉ luôn. Dạ, cho nhà giữ chắc chờ sát sư cũng đang dùng sáng rồi. Dạ, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng quả phước mà chúng ta học được trong bài ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong sạch trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Rôm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Rôm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tông đức pháp thể kinh năng, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ban nát sắc bát cha yo ho tu. Ý đăng quân nhân ni ban nát sắc bát cha yo ho tu. Ý đăng quân nhân ni ban nát sắc bát cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống tầm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, kệ kinh, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Trí Đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rôm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rôm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rôm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ. Hãy từ bi hỷ xả cho con, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rôm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chào tạm biệt đạo tràng, và con cũng xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bày kinh châu báo, sau đó chúng con xin phép được khép cửa rum. Nam mô Bụt Tha Giá, kính chúc đạo tràng một ngày an vui, một đêm yên giấc. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you.
xin phép đọc kinh Ratana Sutta. Yani thabhuta ni samagata ni bhumma ni vaja ni vanta likhe sape vaputa sumana pavan tuatho bisakati sunantu pasitam tahi puta ni sametha sape metam karo thama nusija bacha yadi vacharato chaharanti ye palintu Pasmahine rakkata tamata Yankin chivetan itavahu rangwa sakke suvayam ratanang banitam Nano samangati tathagate nairam vipute ratanang banitam Ete nasache nasuvati motukhayam viragam amatang banitam Yada chagasakya muni samahito natena thamme na samati kinchidam bithamme Ratanang banitang ete na satye na suvati hotu yambutta setho Bariwana yisu chir samati manan tarikanyamahu samati nate Na sammo na vichati idam bithamme ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu ye pukkala atasatang basatha Chatari etani yugani honti te takhineya sugata sasavaka Ete sudinnani mahapala nairam visanghe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu ye sopajota Manasadam he nanika mino gota masasanamite Bhati bhata amatang vigay halatha mutha niputing Punchamana idam visanghe ratanang manitang Ete na satye na suvati hotu yathing dakhilo Bhatawing sosiya chato pigwate piyasam bakam viyo Tathu bhamansa purisam vadami yo hariya sacha niyavya chapasati idam visanghe ratanang banitang ete na satye na suvati hotu Ye ariya sachani vipava yanti dhampeda bainye nasudesita nikincha pite vantukusa pamata Nate pavangata mamadiyan dhiram visanghe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu saha vasadat Sanasambhada yataya sudhamma chahita pahvanti saka yaditi vichiki chitang Chasila patang vapi yadati kinchi chatup Chatuha bhaje chavipa murto chachapithana Vyapapokatum vidam visanghe anang vanitang Ete na satye na suvati hotu kinchapi sokammang Karoti bapakankaye na vachatudachetas Tasavapaposota sabayichadapapatadi sabadasavota Idambisanghe ratanang panitang ete na satye na suvati hotu Vanapagumbe yathapositake himhalamase Bhatamasmingim he tathopamang thammavarang adesayinipanagaming paramang Itajairam vibhute ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu varo paranyo varado varahado Anuttaro thammavarang adesayiram vibhute ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu hinang puranang Navang nati sampavang varatu chitta yatike bhavasming dehi nabicha Avirun chanda nipanti thira yathayam baribo idam visanghe ratanang banitang Ete na satye na suvati hotu yanita puta ni samagata Nipumma ni vaja ni vantalikhe
Tathagatang deva manu sabu chitang bodhang namasama suvatiho tujani thakutani samagatani pummani vaja ivantalikhe tathagatang deva manu sabu chitang dhammang namasama suvatiho tujani thakutani samagatani nipummani vaja nivantalikhe tathagatam deho mano sapuchitam sankham namasa masuvati hotu. Dạ, con đã đọc xong lời kinh Lát Lát Sát Tát. Cứ cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bây giờ con kính cung thỉnh ngài thượng tọa giác đẳng quay trở lại để tiếp học chương trình. Con kính